Bọn mình đang rước đèn lên cung trăng chơi hội với chị Hằng nè. Năm nay đèn bạn nào đẹp nhất sẽ được một phần bánh trung thu thiệt là bự do chính tay chị Hằng làm đó. Ồ, chắc là ngon lắm đây. Vậy thì mình thắng chắc, đèn mình là đẹp nhất đó. Nè nè, đèn của mình cũng bự lắm đó nha. Thôi thôi, bọn mình cứ rước đèn lên cung trăng đi, rồi chị Hằng sẽ quyết định. Chứ mà cứ ở đây hoài thì sẽ trễ đó. Thôi, các bạn đi trước đi. Mình chợt nhớ là nãy mẹ mình nhờ đi đưa đồ, một lát nữa mình đuổi theo sau. À, vậy cũng được, tụi mình đi chậm chậm chờ ha. Cảm ơn các bạn nha. Cầm cái đèn nhỏ xíu, xấu quá, cái này lên cung trăng là thua chắc luôn. Mình sẽ thua như vậy. Mình sẽ mượn một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây để làm đèn chiến thu. Thắng là cái chắc rồi. Để xem ngôi sao nào đẹp nhất vậy ta. Đây rồi. Đang làm gì vậy? Bất tỉnh rồi. Kế hoạch thành công. Ủa, không biết đốm đâu rồi ta. Mình đây. Mình đuổi kịp rồi nè. Chào mừng các bạn nhỏ đã tới cung trăng. Chúng em chào chị Hằng. Wow, đèn bạn nào cũng lung linh hết. Nhưng mà đèn của em là đẹp nhất á chị. Bậy, đèn của em là đẹp nhất. Chị thấy đèn của mọi người rồi, còn bạn đốm thì sao? Đèn của em nè. Trời đất ơi. Wow, đèn của đốm đẹp quá à. Wow, đèn của đốm đẹp nhất rồi đó. Mấy bạn quá khen rồi. Bonita, bắt công. Không phải là đèn lồng mà là ngôi sao thiệt. Ủa, ngôi sao thiệt hả? Bạn hiếu thắng đến nỗi bắt cóc ngôi sao để đi thi sao đớp. Có nhiều cách để chiến thắng, nhưng làm hại người khác để giành chiến thắng là hành động vô cùng ích kỷ đó đớp à. Mình xin lỗi bạn ngôi sao nha, tất cả là lỗi của mình. Thôi, mình không có giận bạn đâu, nhưng bù lại mình sẽ ăn hết phần bánh trung thu của bạn hôm nay luôn. Mẹ, không có được đó nha. Đốm và bụng bự dựng lều nha, còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa đó. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Nhưng là ai? Không biết là ai nữa, nhưng thôi mình nhăn liều lại đi. Mình biết là ai rồi. Dây đứt á là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè bụng bự. Nè, nhỏ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá. Các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá. Mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Nếu để vậy thì đánh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Mong vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, các bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Yeah.
Nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Ê, bự bự, có gì kìa? Đâu, đâu? Ê, như là tiền á. Bạn làm gì vậy? Là tiền rớt đó, phải nhanh tay, không thì người khác lấy mất á. Ê, bự bự, bạn bị gì mà ngồi dưới đất vậy? Mình bị đau bụng quá à. Đau quá. Bạn có sao không? Hay là để tôi dìu bạn đi bác sĩ nha. Thôi, không có cần đâu. Bạn cứ đi trước đi, có Đốm ở đây lo cho mình được rồi. Để bụng bự ngồi xíu là hết đau à. Mình lại dìu bụng bự đi cho. Bạn đi đi. Ồ, vậy Đốm ở lại coi chừng bụng bự nha. Mình đi trước. Không ngờ cũng diễn sâu quá ha. Chứ sao, nhặt được của rơi mà, tạm thời bỏ túi thôi. Không thôi á, khác lấy mất cũng vậy à. Nhưng mà không biết tiền này của ai làm rơi nữa, kiếm người làm rớt trả lại đi. Trời ơi, tiền nó rơi dưới đất rồi, ai mà nhặt được á thì là của người đó thôi, chứ biết ai đâu mà trả lại. Bạn còn nói nữa là mình không chia phần cho bạn đâu. Mình đã nghi rồi mà. Chỉ gặp mấy bạn nhặt được tiền, mình sẽ mép mẹ bạn lượm được tiền mà không trả lại. Trời ơi, thấy chưa Đơn, lằng nhằng quá. Bây giờ tờ tiền phải chia ba rồi nè. Mình thích ý tưởng chia ba của bạn, nhưng mà tờ 100 đồng này mà chia ba không được. Vậy thôi, mình lấy 40, còn hai bạn mỗi người 30 nha. Còn khuya nha, mình 50, mỗi bạn 25. Thôi, được rồi. Mỗi người 33 đồng, còn 1 đồng cho mình thì công tính toán. Dạ. Không được, lại mình. Rồi, xong rồi đó. Rách luôn rồi, khỏi xài luôn, tại mấy bạn không đó. Thôi, mình đi về, bye bye. Thưa mẹ, con mới về nhà. Ủa, mẹ tìm gì vậy mẹ? Hồi sáng, mẹ có đem theo tờ 100 đồng đi chợ, mà không hiểu sao, rớt đâu mất tiêu à. Nhớ là lúc đi ngang qua công viên, mẹ con cầm mà. Mẹ ơi, hồi sáng á, con có nhặt được tờ 100 đồng. Do tụi con giành nhau, nên tờ tiền bị xé ra làm ba rồi mẹ. Không sao đâu con, tháng này ăn rau trừ thịt thôi, chứ không có gì đâu. Biết vậy á, mình nó không tham nhặt tiền rồi. Từ nay nhặt được cú rơi á thì trả cho người đánh mất cho rồi đi. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Ủa, mấy bạn nhìn kìa, sao mặt trăng hôm nay không vui gì hết vậy? Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy ta? Có gì khó đâu, tụi mình gọi mặt trăng xuống hỏi thử đi. Có khi tụi mình giúp được thì sao? Mặt trăng ơi! Mặt trăng, bạn có chuyện gì không vui hả? Hôm nay á, lẽ ra là mình có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Vậy thì bạn cứ đi chơi với bạn mình là được chứ gì? Không được đâu. Hôm nay đến lượt mình chiếu sáng mà. Tụi mình được mẹ giao cho nhiệm vụ chiếu sáng, hôm nay là đến lượt của mình rồi. Nhưng không được đi chơi với bạn á thì buồn lắm. Ừ, đúng rồi đó. Vậy tụi mình giúp bạn ấy đi. Tụi mình tìm mẹ của bạn ấy thì xin giùm được mà. Chắc mẹ có mặt trăng sẽ đồng ý thôi. Đúng rồi, giờ này mẹ mình sắp đi ngang qua đây để kiểm tra xem tụi mình có chiếu sáng không đó. Các bạn nhớ xin giùm mình nha. Đồng ý. À, mặt
Cô Mặt Trăng ơi, cô Mặt Trăng. Chào các con. Hôm nay các con chơi vui không? Dạ, dạ vui. Tụi con được đi chơi với bạn bè nên tụi con mới vui vẻ được. Còn bạn Mặt Trăng... Mặt Trăng nhỏ của cô rất ngoan đó. Hôm nay Mặt Trăng nhỏ cũng có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Nhưng sao hả cô? Con của mẹ ngoan lắm. Con thấy các bạn nhỏ ở đây chơi với nhau có vui không? Dạ, dạ, rất vui luôn đó mẹ. Vậy khi con chơi với các bạn nhỏ ở đây, con có vui không nè? Có bạn Mặt Trăng nên tụi mình cảm thấy vui vẻ đó. Với lại hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không có bạn Mặt Trăng thì còn gì là thú vị nữa. Tụi mình sẽ không thấy đường để chơi đâu. Mình cũng thấy vậy á. Cùng các bạn múa hát dưới ánh trăng, nhìn Mặt Trăng mỉm cười á, mình mới cảm thấy đó là một đêm Trung Thu đầy đủ. Con xin lỗi. Con nghĩ các bạn ở đây cũng là các bạn của con, mà con lại rất quan trọng với các bạn nữa chứ. Đây mới là niềm vui của con. Đúng rồi, các bạn Mặt Trăng khác cũng đang đi đón Trung Thu với những người bạn nhỏ giống như con vậy nè. Không có thời gian đi chơi đâu. Đêm Trung Thu sẽ không còn đẹp nếu thiếu Mặt Trăng đó. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ở đây rất là dễ thương. Chơi cùng các bạn cũng là niềm vui của con luôn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua cà trong anh chẳng làm. Wow, coi bầy chim kìa. Phải chi mình cũng được bay như chim ha. Thì bạn đi máy bay là bay được thôi. Thôi, mình muốn có đôi cánh kìa, bay vạch vạch như chim vậy á. Chứ đi máy bay thì nói làm gì nữa. Chim là chim, người là người. Chứ làm sao người bay được như chim chứ. Đúng rồi đó. Ý, con cú kìa. Chào cậu bé. Ta nghe nói cháu muốn có một đôi cánh đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Cháu muốn có một đôi cánh để có thể bay như loài chim trên trời vậy á. Vậy cháu có gì để đổi lấy đôi cánh nè? Cháu chỉ có nhiêu đây thôi à. Nhiêu đây cũng đủ rồi. Bụ mự, bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Mình chưa từng thấy ai bán đôi cánh bao giờ. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để mình được bay á. Dạ, con đồng ý lấy đôi cánh. Được rồi nè, thích quá à. Ông biến mất tiêu rồi. Sao thấy khả nghi quá à. Mấy bạn tránh ra đi, để Bụng Bự bay thử nè. Phách, phách, phách. Vui quá à. Ý, mình bay được rồi nè, mình bay được rồi. Vô. Bụng Bự bay được thiệt rồi kìa. Yeah, vui quá à. Bay được như chim luôn. Phách, phách, phách. Vui quá. Quá đã luôn, đôi cánh của tự do. Đau quá à. Ôi trời, sao nó rớt ra mất tiêu rồi. Sản xuất tại hành tinh Cà Tư. Rồi xong, Bụng Bự mua phải hàng dởm rồi. Hồi nãy mình đã nghi nghi rồi mà. Biết vậy mình đã nghe lời đốm rồi. Đúng là không nên mua đồ không rõ nguồn gốc. Mà tốt nhất là sau này mình nên hỏi ý kiến người lớn trước khi mua gì đó. Không thôi lại tốn nguyên cái ống heo mà chả được gì. Đừng có quên là coi nhà sản xuất hạn sử dụng nữa nha. Thôi đừng buồn, lát nữa mong sẽ hết đau liền thôi. Xin chào ngày mới. Dậy đi con. Dạ.
mới đi học mà mẹ. Cho con ngủ xíu nữa đây. Không, dậy làm bài đi. Trưa còn đi học nữa. Mẹ có để đồ ăn sáng ở dưới đó. Ăn nhanh rồi học bài đi. Mẹ đi chợ đó. Dạ. Chán ghê. Mới sáng sớm mới dậy rồi. Ước gì lúc này còn được nằm trên giường. Hình như cây đũa này có phép. Em đồ ăn sáng lên đây. Dày dày, lại gõ đôi đũa, đồ ăn sáng bay tới trước mặt mình luôn. Đây chắc chắn là đôi đũa phép thuật. Ghê quá vậy, giống như cây đũa của mấy bà phù thủy hả Đơm? Tất nhiên là hơn luôn rồi. Phù thủy chỉ có một chiếc đũa, mình có cả đôi. Ghê. Nhưng mà bạn làm bài buổi trưa đi học chưa đó? Chuyện nhỏ thôi. Đơm Đơm, làm giùm mình nữa. Chuyện nhỏ. Như vậy có tính là ăn gian không đó? Trời ơi, mẹ lo gì. Bây giờ thì cùng nhau đi học nha. Ê, đi học kiểu này thích quá rồi đó. Ừ, mai mốt đi nữa đi. Tới giờ học rồi, mấy em vào chỗ lấy tập ra cho cô kiểm tra bài nè. Đốm, bụng bự, trả lời cho cô biết làm sao các em làm được bài tập toán tập 2 mà bây giờ mới có học kỳ 1. Lên đây giảng lại cho cô xem. Khai thiệt đi, mấy em nhờ ai làm giùm mà làm lộn tập vậy phải không? Dạ, tại em nhờ đôi đũa phép này làm giùm. Đũa phép hả? Các em phải tự thân mình làm thì mới học được kiến thức trong bài học chứ. Đây là tội không trung thực, gian dối trong học tập. Một lát cô sẽ gọi phụ huynh hai em lên. Đáng đời, ai bảo ăn gian. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền, làm gì được mình. Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu Đốm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền, con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ, mình và Đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí, không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi, mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chịu, mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghỉ chơi làm chi? Bây giờ Đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét Đốm. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít ướt như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, vừa mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên.
để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đốm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi mà còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Cố lên mày nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bay hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán bánh mì, xong nay bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè. Mình muốn ăn đồ ngon. Mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng, mình cũng đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mày nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn đi ăn một mình đi. Cùng cũng tới nơi rồi. Món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chung với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi, bên kia cây cầu. Ơ? Kia rồi, cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ, thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm. Tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Đúng, con đi học về thì phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Dạ. Yeah, hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Con thịt đúng mà. Hết rồi con ơi, để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, trộn lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp mà muốn xỉu luôn. Đớm ơi đớm, mình qua chơi với bạn nè.
bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ nữa, không đi được đâu. Chán quá vợ. Mình cũng chán vậy. Phải chi mình được sống sướng như tiên hả? Ông là ai vậy? Ta là ông Tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông Tiên thiệt sao? Ông Tiên đúng rồi đó mời. Ông Tiên ơi, con muốn được sống như Tiên vậy đó. Được ăn được nhiều đồ mình thích, được làm bất cứ thứ gì muốn làm, không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, đớm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm, hỏi cái đũa thần. Ta muốn sướng như tiên. Đớm ơi, lấy củ vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa. Ê đớm, nó khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củ vô không vậy? Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hai đứa tránh ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn sướng như tiên thôi. Tất cả là do cái đũa thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ, thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba. Không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay mình sẽ không bao giờ muốn sướng như tiên nữa đâu. Ông Tiên ơi, cứu con với. Ma sao? Cho gì? Cho gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À. Ta chưa đủ khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút vợ cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn mũi cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ. Ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để dớt dát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh. Nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó. Nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi. Hôm qua cưa nhiều quá, xém bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu trời, bất bình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi dép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho ngươi biết. Trời ơi, hãy thu gần đây đi không? Được rồi, ta đi.
ta đi mà. Đuối quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có hả. Cảm ơn ngươi. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết á. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á, là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi, thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng bạn có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Bạn nói vậy á, thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông Hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn chị cho mẹ, thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện bởi vì các con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi đớm. Mình không nên khoác lác với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Bụng bự, nhanh lên, sắp tới ca bác bảo vệ thay ca rồi đó. Từ từ, An tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. Hả? Còn chút xíu nữa mới xong mà. Sao hết giờ sớm quá vậy? Đó, bụng bự, bỏ viết xuống. Hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha, ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó, vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Được rồi, mình lên trước, bạn qua sau nha. Hả? Ai đó? Tôi chết rồi, bị phát hiện rồi. Mau trốn đi bụng bự, trốn đi. Mình trốn nha, mọi chuyện trông chờ vào bạn á. Sắp bài của mình với bụng bự đâu rồi ta? À, đây rồi.
Bài này mà cô chấm chắc 2 điểm. Sửa lại thôi. Thôi chết, đáp bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình cũng kịp sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đốm, 9 điểm. Đốm, tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. Hả? À. Bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đốm nè, cậu tính để bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm. Khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình, thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiến với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Ủa, chuyện hết rồi, Đốm quăng cho mình quyển khác đi. Ê, bạn có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hình như là có mùi gì khét khét á. Mình đâu có nghe mùi gì lạ đâu. Mũi mình thính lắm. Có mùi đồ ăn khét á là mình nghe được à. Ê, hình như tao nói đúng đó. Mình ngửi thấy mùi khói. Ôi trời ơi, người ta hay ăn thịt sông khói buổi chiều, chứ có ăn buổi trưa đâu mà sợ mất phần. Mọi thứ trên đời này đều được bạn quy ra đồ ăn hết hả bụng bự? Nếu mà mấy bạn không tin á, thì mấy bạn đi kiểm tra thử đi. Mình á thì chỉ tin vào cái mũi của mình thôi. Thôi, mình đi kiểm tra mùi khói phát ra từ đâu đi tay to. Kệ bụng bự đi. Ở dưới đây, mùi khói rõ lắm nè. Thôi nguy rồi, hình như có cháy trong phòng bếp. Khói nhiều quá à. Bỏ dưới sàn vậy nè, thì đỡ phải hít khói. Trời ơi, cháy hết rồi. Cháy lớn quá. Bạn thoát thân đi, rồi gọi cứu hỏa tới. Dạ, alo, alo, nhà con bị, bình tĩnh đi Đốm. Thưa chú cứu hỏa, nhà con bị cháy, địa chỉ nhà con ở số 6. Trời ơi, cháy rồi, Đốm ơi, cứu mình với. Bạn lấy khăn ướt, bịt kẽ hở của cửa lại, lấy khăn ướt che miệng, che mũi, cúi thấp người, cố gắng không hít khói, cố lên. Mấy chú cứu hỏa sắp tới rồi đó. Cúi thấp người xuống, chặn khăn ướt ở mép cửa, lấy khăn ướt che miệng, che mũi. Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng mà mấy đứa đã rất can đảm. Khi nghi ngờ hỏa hoạn xảy ra, điều đầu tiên kiểm tra xung quanh. Nếu có cháy thì cúi thấp người, bịt khăn ướt để không hít phải khói độc. Cuối cùng là thoát thân và gọi cứu hỏa 114. Đừng quên gọi điện cho bố mẹ nữa nha. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không ai được lơ là, nhớ chưa? Dạ, nhớ ạ. Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ. Yeah.
Để xem, mày chạy đi đâu được nữa? Dám ăn trộm đồ ăn của tao hả? Đồ ăn cắp xấu xa. Ta mà bắt được, kỳ này My sẽ thành chuột quay chảo, bánh bao xá xíu luôn. Yeah. Ủa? Đâu rồi? Kỳ vậy ta? Nó trốn đi đâu vậy? Hả? Mình không tin nó trốn mất hay như vậy. Cứu tôi với, cứu tôi với. Chuột nhất đòi ăn thịt tươi. Cứu tôi với. Là bé tiếng hơn kìa. Chà chà chà, dễ thương quá. Lại đây với bụng bự đi nào. Ngươi yên tâm, có ta thì chuột nhắt sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Ôi may quá, cứu tinh của ta đây rồi. Đúng vậy, có ta không có con chuột là sẽ dám bắt ngươi đâu. Vậy ta có thể về nhà hai cậu ở được không? Tất nhiên là được. Vậy là từ đây ta không phải trốn chui trốn nhủi cái con chuột nhắt đáng ghét kia nữa. Ta sẽ được tự do. La la, yeah yeah. Tí hả, nó thuộc về mình. Ủa, cái này ngộ mà nha. Tự nhiên sao lại là của đốm chứ? Thì ai bắt được trước là của người đó. Đốm vô lý, là của mình mới đúng. Là của mình. Của mình. Của mình. Của mình mà. Của mình. Thôi đi nào. Hai người cứ như thế ta là của hai người vậy. Vậy chứ, tí hả muốn gì? Bị giành giật như vậy, thà ta về rừng cho chuột nhắt ăn thịt còn sướng hơn. Chứ hai người giành qua giành lại một hồi, ta sức tay gãy gọng mất. Tại bụng bự giành giật, mà giờ tí hơn đi mất rồi đó. Tại đốm giành trước chú bộ. Tại bụng bự đó. Tại đốm đó. Tại đốm mà. Vậy mà nói là bạn tốt. Thấy cái gì lạ là tranh giành với nhau. Nhường nhịn một chút là ta đã về nhà hai cậu chơi rồi. Mà thôi, phiêu bạc có chết gì chuột nhắt ăn thịt cũng vui hơn. Hả? Nhờ tí hon mà mình hiểu ra bạn bè phải biết nhường nhịn phải không bụng bự? Trời mát như vậy, tắm nắng là đã nhất. Chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn mấy bụng bự kìa. Ôi da, khét rồi. Ê ơi. Dạ. Vị ngon trên từng ngón tay. Bạn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu, nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng đâu có cần mất vệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo. Có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Ôi da. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mắt chị không ăn được chứ. Lỡ trái trứng này có con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hộp vịt lộn. Ý lộn, hộp chim lộn. Ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được. Đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái. À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng chuốt đèn sáng như vậy thì sẽ thấy được ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. Ha, à, mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu. Có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ. Có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi. Đúng là nó rồi. Cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô. Thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi.
Sau này trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nghe. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Bay lên đi, bay lên. Đớm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi, đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không, học bài hay là ăn roi. Nhưng mà mẹ... Rồi sao, bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá, xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chờ ba mới đi làm về, tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á, lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh. Đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm, đúng là sướng ghê. Ôi mệt quá đi mất. Một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà. Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi. Tối nay em có hẹn khiêu vũ, sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cây này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách. Ui da, trời, đau quá. Thôi thôi thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. La 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 la. Tay to tay to, bạn nghe tin gì chưa? Hả? Tin gì? Đám chuẩn bị đi đánh nhau kìa. Ra coi đi. Tại bạn tông mình trước. Tại bạn đi, đụng mình trước thì có. Rõ ràng là bạn tông mình, là mình đổ hết ly nước vừa mới mua luôn. Là do bạn đi không để ý, đụng mình còn đổ thừa nữa. Đồ chơi trẻn, bây giờ bạn muốn cái gì? Đánh nhau không? Đánh thì đánh, mình mà sợ bạn hả? À, đánh đi đánh đi. Đốm nhà mình mà sợ bạn hả? Ha, mấy bạn thôi đi, đánh nhau là không giải quyết được gì đâu. Sao không? Mình phải tẩn cho một bài học nhớ đời mới được. Hết giờ chơi rồi, mấy đứa tụ tập ở đây làm cái gì nữa? Giải tán lên lớp mau. Hẹn bạn sau giờ học ở đằng sau trường, mình sẽ giải quyết xong phẳng. Chơi luôn, mình mà sợ bạn. Chiều nay mình sẽ đánh bầm dập tên đó luôn. Nhìn nhát gan như vậy mà cũng dám lò mặt ra đây ha. Thù đó, mình nói bạn mới đúng. Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi. Ý, thầy, thầy giám thị. Mấy đứa đừng có lo, ta không có cản mấy đứa giải quyết xung đột đâu. Vì xung đột không phải lúc nào cũng xấu hết. Sống mà, thỉnh thoảng ta cũng gặp xung đột với bạn bè hay người thân. Vì đó là sự khác nhau cơ bản về tính cách của mỗi người. Vậy thầy cho tụi con đánh nhau hả? Thầy cho đánh, nhưng mà không phải là đánh nhau. Đánh bao cát đây nè. Nè, đánh đi.
cứ tưởng tượng cái bao cát này là đối thủ của mấy đứa, đánh nhiệt tình vào. Dục đánh trước. Mệt quá, mệt quá. Bây giờ tới đốm. Nhìn đường anh mắc cười quá à. Tự nhiên đi đánh bao cát. Thôi, đánh nãy giờ mệt rồi, què nha. À, què nha. Mấy đứa suy nghĩ đúng rồi đó. Xung đột luôn xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà quan trọng là cách chúng ta giải quyết nó kìa, để tránh những điều đáng tiếc, nhớ chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó, thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi coi chừng. Rồi, tay tao bị phỏng rồi. Đau quá à. Bị phỏng sôi rồi. Thôi mình có cách rồi. Mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả tay to? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để à? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum đó lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa đốm? Không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo cho đó luôn. Mà tay to bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho tay to đi. Đắp nước đá có thể dẫn nó phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho tay to đi, để mình chạy đi tìm mẹ của tay to nha. Ừ, đi nhanh đi bụng bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái tay to bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi, mà tay to đang ngâm trong nước nên chắc không sẽ sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy, rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Ê, anh đốm kìa, anh bụng bự. Anh cưỡi cái gì mà hay quá vậy? Đốm, đốm, bọn mình ở đây nè. Chào, thấy mình có ai không? Ôi, bong bóng đẹp quá à, mà cứng khủng khiếp. Ở đâu anh có vậy anh đốm? Đó là chiến lợi phẩm của mình và ba mình thu được ở vùng đất bong bóng hôm trước đó. Vùng đất bong bóng? Đúng vậy, nơi đó có rất nhiều bong bóng và có cả một cỗ máy để tạo nên bong bóng luôn. Hay anh dẫn em đến đó lấy một cái và cưỡi giống như anh đi. Mình cũng một cái nữa. Đi thì đi, mỗi người một cái chơi sẽ vui hơn. À, phải nhanh lên đó ơi, nếu không bong bóng sẽ bể đó. Ai bị bụng bự nặng quá làm chi? Tới nơi rồi nè, chui qua lỗ đen này, chúng ta sẽ đến được vùng đất bong bóng. Ôi vui quá, đẹp quá chừng. Ủa sao nó bể hết vậy đó? Phải tìm cái giống màu sắc của mình thì mới cưỡi được. Vậy hả?
Hèn chi. Bò vàng đằng trước kìa. À đúng rồi, hay quá. Đã quá à. Có bong bóng để cưỡi rồi. Mình về thôi đốm. Ừ, mình về thôi. Bọn nhóc này tự ý lấy bong bóng của ta, không biết xin một tiếng. Ta phải cho các người một bài học mới được. Rồi đau quá mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Con trai tôi sao vậy nè? Chuyện gì vậy đốm? Thì ra tụi con đi trộm. Thiệt là quá đáng mà. Vậy thì cái u này đáng lắm. U thêm vài cái nữa cho con mới tởn. Bây giờ các con biết lỗi chưa hả? Dạ tụi con hối hận lắm rồi ạ. Mai mốt con không dám lấy đồ của ai mà không có xin phép đâu. Con cũng vậy. Con sợ lắm rồi. Mẹ cứu con với. Còn con, cũng con bày đầu không à. Phạt con nhiều nhất đó. Lần này chết chắc rồi. Sắp được vô băng đăng chơi rồi. Mình sẽ làm một con người tuyết thật to luôn. Bà ở ngoài chờ. Mấy đứa chờ nhớ canh giờ về đó nha. Dạ. Thành được người tuyết rồi. Bây giờ phải gắn mắt, mũi, miệng vô nữa là xong. Đừng quên gắn tay nữa. Bạn không đắp người tuyết hả đốm? Lúc nãy bạn nói đắp con bự lắm mà. Hay là đốm nhắm đắp không lại tụi mình, nên bỏ luôn rồi. Tại mình không thích đắp thôi. Chứ muốn mình làm được cái ào xuống liền à. Được không đó? Gần tới giờ ba đốm ngước rồi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ. Coi mình à. Ê, sao mấy bạn trang gian vậy? Người tuyết phải có 3 cục tuyết. Bạn thiếu một cục ở giữa rồi kìa. Xong hai cái tay. Người tuyết của mình, mình muốn đắp sao cũng được chứ bộ. Xong. Người tuyết của bạn không có mũi hả? Thôi kệ đi, đến giờ về rồi kìa. Ai đó? Ông người tuyết ơi, sao ông tới kiếm con giờ này vậy? Con có làm gì ông đâu? Ngươi đắp người tuyết mà cẩu thả, thiếu thân, thiếu mũi, làm ta bị chúng bạn chê cười. Cậu có biết hay không? Nhưng mà con nghĩ đắp người tuyết là chỉ chơi thôi mà. Làm chuyện gì dù chơi hay thật thì cũng phải làm cho tới, thật chu toàn. Nếu cứ bỏ giữa chừng thì sau này lớn lên mọi thành quả của con cũng đều qua loa, hỏng hóc vì đã quen bỏ ngang, không làm cho tới nơi tới chốn. Dạ, con biết lỗi rồi, con sẽ đền bù cho ông. Xong rồi. La 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 la. Để xem mày có bị thoát được tao không. Ui. Yeah.
gì nè? Có chuyện gì dưới trái đất vậy ta? Đúng, con mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. Mày cho mày đi chút nhé. Gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con dụng nhắc để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con dụng nhắc đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu trái đất đi. Nó hầm trái đất sẽ nổ tung á. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ con, nhưng mà con chuột nhắt đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ là con sai, xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa? Con hứa, con hứa. Ha